Cái nhiều lòng. Nhiều lòng chưa sao? Rồi khi mà nó trưởng thành, cái con mũi này nó lòng quá, nó không thích sống bên ngoài, mà nó thích sống ở trong nhà. Mà ở trong nhà, cái nơi nào nhất, cái nơi đánh đối tình xa. Và đặc biệt là nơi để chúng ta treo từ nhất. Chứ còn nếu khi nào mà các em thấy được cái con mũi vàng mà nó đầu trên tường, chúng ta thấy điểm lắm đấy. Cái tập quá nó phải như vậy. Do đó chúng ta muốn thấy nó, chúng ta để ý chỗ, chúng ta treo, chúng ta coi được nào. Chúng ta muốn thấy, chúng ta dùng được đó. Mà khi đứa bé nó hay mắc bệnh là sao? Là vì khi nó chơi thì con nít mà nghe biết nó hay thích chui vào gầm giường, gầm tủ. Nó thích chỗ vào cái chỗ nào mà tranh tối tranh sáng. Nó chui vào chỗ chúng ta treo quần áo. Ví dụ như chơi trốn tìm chẳng hạn, nó thích chui cho nó. Thì em biết cái chỗ đó là nó mũi để sẽ tìm được hàm chứ. Vì vậy cái nguy cơ mà nó bị đốt thì là à, cái tổng quan nó như vậy. Rồi khi nói đến bệnh sốt xuất huyết thì em nhớ là cái bệnh này là quanh năm. Chứ đừng bao giờ đứa bé mà có biểu hiện đầy đủ có sốt xuất huyết vào trong mùa nắng mà kẻ bảo là không phải là bệnh sốt xuất huyết là sai. Kẻ nhớ là bệnh của nó quanh năm là có mũi vằn có quanh năm. Chỉ có là bệnh nó bùng phát chiều trong mùa mưa. Vì vậy mình sẽ có những trình sốt xuất huyết nó bùng phát vào mùa mưa là bởi vì có rất nhiều mũi xuất hiện và nhiều người mắc bệnh. Chứ còn bệnh thì có bệnh nào. Hai cái gì chúng ta đứng lên lộn nhau à. Và vấn đề phòng bệnh đối với là đứa này thì hiện nay chúng ta biết là dịch sốt xuất huyết đang nó bùng phát hàng năm nhưng mà vaccine cho những người bệnh này. Bây giờ một trong những cái khó vaccine của đứa này làm sao để là dừng cho đường mũi phổi che. Nếu không là đường mũi che thì rất khó để chúng ta tạo vaccine. Tại vì cơ chế kiểm dịch và cơ chế vật lý cũng cần đúng nhau. Vì vậy cho đây là cái khó trong việc kiểm dịch vaccine. Vì vậy hàng năm cứ đến vào mùa mưa là mình đã khuyên là chúng ta phải làm công xuất huyết ở nhà. Thứ nhất là chúng ta phải diệt mũi, ha, diệt mũi, rồi chúng ta phải tránh mũi đốt, chúng ta phải tránh mũi đốt, rồi chúng ta phải vận động tất cả mọi người tham gia hoạt động. Đây là những điều của cả xã hội và cộng đồng. Nhưng mà tuy nhiên, khi mà hàng năm trước khi có dịch sốt xuất huyết, cái chuyện mà tiến hành diệt mũi là người ta làm trước, chứ không phải chờ đến khi mà dịch nó bùng phát lên rồi thì lúc đó mới tiến hành chống dịch. Vì e là lúc đó là bắt buộc. Bởi vì cái con mũi NACT nó chạy ngọt. Vì vậy nguyên tắc là chống dịch là chúng ta phải làm trước, chúng ta phải xử lý trước. À, rồi cho nên hàng năm chúng ta cứ thấy là bắt đầu cái mùa mưa là lập tức là người ta khuyên chúng ta là tất cả những cái vật dụng nào, những cái vật thải nào không sử dụng mà có khả năng chứa được nước, đề nghị những sản phẩm là bỏ. Rồi ở trong nhà chúng ta chứa lô nước, vài nước, hồ nước thì chúng ta phải đầy chút kính. Chứ nếu chúng ta không đầy kính, con mũi để sẽ làm cái gì đó. Ví dụ như vậy, những cái chuyện đó chúng ta phải đầy chút. Mà trong gia đình chúng ta phải là chút. Và khi một người ở trong một khu dân cư nào mà bị chẩn đoán là nhiễm virus đen thì sau đó cái đội chống dịch nó sẽ đi phun thuốc diệt mũi cả cái khu này. À, đó là cái cách làm. Còn vấn đề điều trị thì hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc biệt. Và khi mà hạ sốt đứa bé như vậy thì người ta khuyên chúng ta nên sử dụng paracetamol để hạ sốt chứ không thể sử dụng aspirin. Tại vì aspirin nó có thể hạ sốt rất là tốt nhưng mà nó có tác dụng phụ là nó sẽ giảm cái tỷ lệ. Vì vậy cho nên nếu chúng ta aspirin hạ sốt đứa bé đó mà chẳng may cơn sơ là nó đang bị nhiễm virus này thì chẳng khác nào chúng ta đã làm tăng nguy cơ sốt huyết trên đứa bé này. À,
Còn cái điểm đến nữa là khi chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải đưa vào các cơ sở y tế lớn, chứ chúng ta không đi điều trị ở các cơ sở y tế ngoài không đủ điều kiện. Là bởi vì sao? Khi đứa bé đi vào sốc thì một trong chống được cái tử vong cho đứa bé này là người ta phòng chống sốc ngay từ đầu, ngay từ đầu. Vì vậy cho nên những đứa bé thường là khi bị sốc và tử vong là do nhập viện trẻ, do nhập viện trẻ. Nếu nhập viện sớm thì Việt Nam chúng ta là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong do sốc xuất huyết thấp nhất ở các nước trẻ khu vực. Bởi vì các bác sĩ chúng ta, đặc biệt là bác sĩ nhi và bác sĩ nhi, có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc sốc xuất huyết. Do đó là khi chúng ta khi nào mà có người nhà chúng ta bệnh thì chúng ta phải biết cách tư vấn. Bây giờ chúng ta qua cái phòng cái virus này, rồi mình nó là một, tức là con virus này và